Đào được củ khoai hình thiếu nữ, nông dân đỏ mặt mang ra chợ bán, không ngờ một phát đổi đời. Củ khoai có hình thù giống cơ thể người đẹp hoàn hảo đến kinh ngạc. Trong khi đang làm việc tại công trường khu vực Lưu Cảng, huyện Đức Anh, tỉnh Giang Tây Trung Quốc, ông Trương vô tình đào được một củ khoai hình như người phụ nữ đang chống cằm e thẹn. Với khuôn mặt rõ nét, mắt mũi miệng, người phụ nữ chống cằm cao chừng 40cm và nặng 5,5kg này đã nhanh chóng gây sự chú ý cho mọi người xung quanh nơi đây. Điều đáng ngạc nhiên hơn là trong cùng ngày này, cách đó 10km, một thầy lang tại thôn Lâm Tuyền cũng trực thuộc huyện Đức An vô tình đào được củ khoai lại có hình thù một người đàn ông. Không chỉ đầy đủ chân tay mặt mũi, người đàn ông này còn gây ấn tượng với bộ phận sinh dục trồi lên rõ ràng. Củ khoai người đàn ông cao to hơn hẳn so với người phụ nữ, với chiều cao gần 60cm và nặng tới 7,5kg. Hai củ khoai có hình thù giống con người đến kinh ngạc, với eo ngực và gương mặt hoàn chỉnh cùng mắt mũi và môi. Điều khiến người dân địa phương thích thú nhất là một củ trông giống cơ thể phụ nữ, trong khi bộ kia giống cơ thể nam giới. Ngay sau những hình ảnh của cặp đôi này được lan truyền trên các trang mạng xã hội, lập tức đã gây ra nhiều làn ý kiến trái chiều. Có những ý kiến cho rằng đây chính là một cặp trời sinh, là sự sắp đặt kỳ diệu của tạo hóa. Trên thực tế, nhiều ý kiến cho rằng đây không phải là củ khoai mà rễ cây hà thủ ô. Được biết, hà thủ ô vốn là một vị thuốc trong đông y, có tác dụng trị suy nhược thần kinh, ít huyết, khỏe gân cốt, đen râu tóc. Rất nhiều người thích thú đã dừng lại để nhìn ngắm và chụp ảnh. Người đàn ông là chủ sở hữu của cây hà thủ ô hình phụ nữ rao bán 5.000 tệ, khoảng 18 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người cho biết mức giá của nó còn cao hơn so với hình thù độc đáo. Bí ẩn đáng sợ về tầng 21 của khách sạn lớn nhất thế giới. Không ai biết vì sao cả thang máy lẫn thang bộ ở tháp 1, khách sạn nổi tiếng ở Genting, Malaysia lại đi thẳng từ tầng 20 lên tầng 22. Khách sạn First World trên cao nguyên Genting, cách thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia khoảng 50 km, được biết đến là tổ hợp khách sạn lớn nhất trên thế giới, với 6.000 phòng, tích hợp cùng sòng bạc, khu mua sắm, khu vui chơi giải trí, công viên nước. Đây là địa điểm khá quen thuộc và nổi tiếng với dân du lịch nước ngoài, trong đó có nhiều khách du lịch Việt Nam cũng từng check-in ở đây. Tuy nhiên, bên trong tòa khách sạn đồ sộ và nguy nga sở hữu sòng bài lớn bậc nhất châu Á này lại có những bí ẩn mà đến nay vẫn chưa ai tìm được lời giải đáp. Theo trang Tripzilla, khách sạn First World được liệt vào danh sách 8 điểm đến ma quái có thật, hay Justice cũng cho rằng đây là một trong những khách sạn bị ma ám ở châu Á. Theo đó, thang máy ở tháp số 1 Tower 1 bỏ qua tầng số 21 không rõ lý do. Thang máy chỉ hiển thị tầng 20, sau đó liền chuyển tiếp sang tầng 22. Điều này đã trở thành căn nguyên của nhiều lời đồn ma quái. Thậm chí, nhiều du khách đã quả quyết rằng mình nghe thấy tiếng khóc và tiếng bước chân vào ban đêm. Nhiều người đã thử bấm từng tầng đơn lẻ, tức là bấm từ tầng 19 lên đến tầng 20. Sau khi thang mở ra, lại bấm lên tầng 22 để so sánh thời gian và phát hiện ra bằng quãng thời gian là như nhau. Vì thế, tầng 21 của tháp 1 không tồn tại. Thậm chí, có khách hàng còn đi thang bộ để kiểm chứng và phát hiện ra điều tương tự sau biển tầng 20 là tầng 22. Có ý kiến cho rằng 21 có thể là một con số không may mắn như số 4 của người Trung Quốc hay số 13 của người phương Tây. Khách du lịch lên Genting đa phần để chơi bài nên vấn đề tâm linh may mắn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, ở tháp số 2, Tower 2, chuyện này lại không xảy ra, tức là vẫn có tầng 21 như bình thường, nên giả thuyết này khó có cơ sở. Trong các tin đồn về tầng 21 bí ẩn ở First World, người ta nhắc đến nhiều nhất là câu chuyện về vụ án một cô gái làng chê đến từ Trung Quốc bị sát hại rồi giấu xác dưới gầm giường ở tầng 21, nhưng không có bằng chứng hay tin tức chính thống nào ghi lại sự kiện này. Trên thực tế, nhiều vụ tự tử do thua bạc được ghi nhận tại đây, nhưng không có dữ liệu chi tiết nào nhắc đến tầng số 21 tháp 1. Dù chưa có cơ sở nào xác thực, nhưng khách nghỉ tại tòa tháp này vẫn được khuyên rằng nên mở toang rèm cửa dội nước nhà vệ sinh và bật hết đèn khi vào phòng như một liệu pháp trấn an tinh thần.